cách chọn máy bắn cốt và máy tia ở trên thị trường. Thì hiện tại ở trên thị trường thì chủ yếu là sẽ có 3 dòng chủ yếu, đó là dòng 5 tia như con máy này, 5 tia. Máy tiếp theo đó là máy 12 tia. Máy 2 tia. Đây là máy 2 tia, 5 châm cắn tường. Và cái dòng này là dòng cũng là thuộc theo kiểu là 2 tia, biến thể của 2 tia cũng 5 châm cắn tường nhưng mà là 5 tia. Thì công việc đầu tiên đó với con máy 5 tia này. Máy 5 tia này thì chủ yếu là làm việc ngoài trời đấy mọi người. 5 tia xanh chủ yếu là làm việc ngoài trời thôi. Con máy này chủ yếu làm việc ngoài trời thôi. Dòng này thì làm trong nhà cũng được nhưng mà một số công việc thì nó sẽ không phù hợp lắm. Chủ yếu là làm việc ngoài trời, ví dụ cho các bác làm cốt pha hoặc là nhiều bác không có điều kiện, ví dụ là làm ốp lát thì cũng hay mua con này để sử dụng rồi. Tiếp theo là dòng máy 12 tia. Máy 12 tia thì chủ yếu mình sẽ thấy sử dụng cho các bác làm ốp lát nhé. 12 tia. Cái này là của Lifestyle thì mọi người có thể xoay bao nhiêu độ cũng được, 360 độ thoải mái. Con này 12 tia. Có đầy đủ các phụ kiện rồi. Dòng 12 tia thì nói chung là nó cũng giống nhau, nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Quan trọng nó là cái chất lượng và cái thương hiệu của máy. Đó, nháy này. Đây là 12 tia, dòng 12 tia. Dòng này thì nhỏ nhẹ cho các bác làm việc trên cao. Con này 2 tia, có 5 châm cho mọi người làm việc trên cao của Lifestyle. Dòng này là biến thể của 2 tia. Đây nhé, đây là dòng biến thể của 2 tia, thì 1 tia ở trên đỉnh và 4 tia ở trên đỉnh và 1 tia ở đây. Nó sẽ quay xung quanh tròn như thế này. Đấy, anh em mình xem. Cái này thì với cái tia nó ở phía trên đầu ấy thì nhìn nó sẽ bao quát và dễ hơn so với cái dòng mà 2 tia chỉ chiếu trước sau như thế này. Đấy. Ok nha mọi người. Thì hôm nay mình đã nói qua là những công việc phù hợp cho khi sử dụng máy laser, máy bắn cốt chọn tia. Thì con này 5 tia chủ yếu làm việc ngoài trời nhé, chủ yếu làm việc ngoài trời các bác làm cốt pha. 12 tia cho các bác làm nội thất với làm ốp lát. Con 12 tia này. Và đây là con hai tia có 5 châm gắn tường, và đây con 5 tia biến thể có loại 5 châm gắn tường nhé. Ok nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.